nay mình chia sẻ với các bạn về cây SH bằng dài nha các bạn. Đang gấp vô cặp cái bờ kè nè, bờ kè này cũng nhiều lắm nha, mới gấp một phút à, mới gấp tới đây à. Các bạn nhớ đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nha. Cần này cũng 16-17 mét à, dài lắm nè. Gấp vô trúng kèo ngay cái bờ kè này ngay bên nhà thờ nha các bạn. Ở đây dưới mấy cái cây quá không có thấy à. Đây tay lái ngắn nè. Bên đây ngay chân cái nhà thờ này, ngay chân cái đầu kinh đường vô kinh thầy giáo nha các bạn. Dòng ghiền nha. Lên khói luôn, ngút luôn à. Nào, bỏ vô mấy con khúc rồi nha. Rồi mình nghe nói hôm bữa múc hết một đợt cả nhau các bạn, giờ đây múc đợt nữa là đợt thứ hai rồi đó. Đúng bờ kè này luôn rồi. Đây à, tài lái ngắn nè. Đây múc ngay chỗ này chắc có cò dẫn vô múc ở đây quá. Bên đây nước giờ bên đây chắc nước ngọt bên đây quá, lục bình quá chừng lục bình nào các bạn. Khúc này vô kính ngắt xong luôn à.
chạy cao lớn nữa nè. Lục bình quá chừng lục bình nè các bạn, lúc này vô cái ngắt xong luôn à.